đất nước ta được sống trong cảnh hòa bình, nhân dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Đó là nhờ vào công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy rằng bác đã đi xa, đi hơn 80 triệu con người Việt Nam tin tưởng những công lao trời biển của người để đến với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yeah.